Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2024 có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều hoạt động tại ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc. Xét xử lưu động 100 bị cáo trong vụ án khủng bố tại Đắk Lắk. Đặc sắc lễ hội cầu mùa của người sao đỏ tại tỉnh Hà Giang. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2024 sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15-16 tháng riêng âm lịch. Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc, đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại ngôi nhà chung Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, mang đến không khí đón Tết của truyền dân tộc cho khách du lịch những ngày đầu xuân. Theo đó, kế hoạch bao gồm các nội dung sau: chương trình bài ca mừng đảng quang vinh, mừng xuân đất nước; trình diễn giới thiệu trò xuân phả di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Thanh Hóa; các điệu múa đầu năm, múa lễ hội đền tháp của đồng bào trăm bà Lam môn tỉnh Ninh Thuận; giới thiệu nghệ thuật hát then di sản văn hóa đại diện nhân loại của đồng bào dân tộc Tây tỉnh Cao bằng; cổng chiêng xoang của đồng bào Bura Vân Kiều tỉnh Quảng Bình. Tiếp sau chương trình nghệ thuật, lãnh đạo đảng nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc, tặng quà người có uy tín đồng bào dân tộc gồm 28 đại diện, 28 dân tộc, nhân sĩ, trí thức, già làng, trường bản, nghệ nhân. Đại diện đồng bào các dân tộc tặng quà chúc Tết lãnh đạo đảng nhà nước và cùng tham gia vòng xe đại đoàn kết các dân tộc đầu xuân trồng cây lưu niệm tại các khu làng dân tộc. Dự kiến tham gia khoảng hơn 200 người của 28 cộng đồng dân tộc của 16 tỉnh đại diện các dân tộc vùng miền. Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức cho học sinh nhà trường tham gia hoạt động trải nghiệm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong buổi trải nghiệm, học sinh trong toàn trường đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như múa sinh tiền của đồng bào Mông, múa quạt của đồng bào Giấy, sáo Mông, hát Su của đồng bào Tày. Sau mỗi tiết mục văn nghệ, học sinh được giao lưu chia sẻ với các nghệ nhân và thành viên đội văn nghệ bản xèo huyện Bát Sát về nguồn gốc giá trị văn hóa của mỗi tiết mục văn nghệ đặc sắc đó. Tại buổi trải nghiệm đã diễn ra các hoạt động trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam, trò chơi nhìn trang phục đoán tên đồng bào, giới thiệu bản thân bằng tiếng nói đồng bào mình, trò chơi dân gian vùng Tây Bắc, cùng chia sẻ về trách nhiệm của các bạn học sinh để giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành trong học sinh tình cảm trong sáng cao đẹp, yêu thương gắn bó với cộng đồng, giáo dục nhân cách con người trong thời đại mới, có tri thức và văn hóa, biết giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ và thống nhất việc in, cấp và dán tem chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sâm củ đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ đối với hợp tác xã cộng đồng Green Farm, thôn Đắc Văn, xã Văn Xuôi, huyện Tù Mơ Đông, với số lượng 100 cây, loại trồng hơn 6 năm. Ông Quách Văn Nhi, thôn Ba Khe, xã Văn Xuôi, huyện Tumơ Đông với số lượng 36 cây, đủ 6 năm tuổi. Ông Phạm Duy Sinh, thôn Ba Khe, xã Văn Xuôi, huyện Tum Mơ Rông với số lượng 35 cây đủ 6 năm tuổi. Ông Nguyễn Hữu Nam, khối 9, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, số lượng 25 cây 6 năm tuổi. Hợp tác xã cộng đồng Green Farm và các cá nhân được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ và tuân thủ đúng quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Con Tum. Sau khi trao giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ, đại biểu và các cá nhân đơn vị có liên quan đã bàn bạc về việc in cấp và dán tem chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sâm củ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây, nằm giữa thung lũng Lâm Sơn thuộc địa phận Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, hồ đá cổ Thiên Long sở hữu khuôn viên hồ đá cổ xưa, nơi được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên vào năm 2020. Đến hồ đá cổ Thiên Long, du khách có thể tìm thấy dấu ấn kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như công trình tám mái ngự sử dụng các khối gỗ lim, xến, làm kèo, cột cùng với hệ thống cột gỗ cao tới 12 mét nhằm tạo ấn tượng về một không gian cổ kính. Tám mái cong như mái đình được đáp đầu đao, nụ mây hóa rồng, mái ngói âm dương cổ cùng những bức phủ điêu với họa tiết truyền thống như tranh tứ quý, xuân hạ thu đông, tranh tứ linh, long ly quy phượng. Tại đây, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp, cây cối xanh tươi, trải nghiệm nét văn hóa Tây Bắc thông qua kiến trúc, ẩm thực hay những điệu múa của các đồng bào dân tộc. Nơi đây cũng sở hữu hệ thống núi đá với hình thù rất đa dạng, gắn liền các truyền thuyết dân gian, hang đá tự nhiên với trầm tích hàng triệu năm tuổi, thác đức nhân tạo hay những khối đá lớn nằm giải rác trong khuôn viên quần thể khu du lịch. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đưa ra xét xử lưu động vụ án khủng bố tại Đắk Lắc. Liên quan vụ nhóm khủng bố tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Tua và Ea Tiêu, huyện Cư Quyên. Các bị cáo bị xét xử về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố xác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong phiên tòa sơ thẩm, các cơ quan tố tụng quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo. Trong đó có 53 bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. 39 bị cáo về tội khủng bố, một bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, một bị cáo về tội che giấu tội phạm. 6 bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Bánh sọ Bắc Cạn là sản phẩm hiện đang được tiêu thụ mạnh trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Thông qua hình thức kinh doanh này, nhiều người không chỉ được thưởng thức bánh sọ đặc sản mà còn hiểu hơn về văn hóa ẩm thực của vùng đất Bắc Cạn. Hợp tác xã sản xuất bánh so tại thôn Cốc Bồng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh. Những ngày gần Tết phải tăng công suất hoạt động vì nhận được nhiều đơn đặt hàng. Bình quân mỗi ngày hợp tác xã bán từ 5.000 đến 7.000 chiếc bánh. Với các tỉnh ở xa, hợp tác xã đóng túi hút chân không để bảo quản được lâu hơn. Chị Lộc Thị Tranh, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, chúng tôi trước chủ yếu phân phối đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhưng thời gian gần đây, nhiều khách hàng trong Nam đặt mua bánh, nên hợp tác xã đang xây dựng thêm một số cơ sở ở tỉnh Bình Dương. Sẽ tiện lợi cho khách hàng khi muốn mua bánh do nơi gần nhất mà không phải chờ đợi lâu. Một số nguyên liệu được gửi từ miền Bắc vào. Bánh do của hợp tác xã hiện còn được khách hàng mua đi nước ngoài, họ bảo quản bằng hình thức đông lạnh. Trải qua bao đời, lễ hội cầu mùa đã trở thành bản sắc văn hóa đẹp của người sao đỏ ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nghi thức tâm linh này thể hiện mong muốn của bà con về một vụ mùa bội thu, con người khỏe mạnh, ấm no, tránh được thiên tai và dịch bệnh. Đây cũng là dịp để đồng bào thêm đoàn kết gắn bó với nhau nhiều hơn. Lễ hội cầu mùa của người sao đỏ ở huyện Xín Mần thường được tổ chức từ tháng 10 âm lịch năm cũ đến tháng 2 âm lịch năm mới. Mỗi gia đình trong dòng họ sẽ cử đại diện một người tham gia lễ hội cầu mùa để mang may mắn về cho gia đình. Người sao tin rằng với sự thành kính của mình, trời và thần linh tổ tiên sẽ luôn ban cho họ những mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa. Theo phong tục lễ vật dâng cúng thần linh trong lễ cầu mùa rất quan trọng và phải được chuẩn bị chu đáo. Mâm cúng gồm lợn, gà trống, gạo, bánh trưng, tiền. Bên cạnh đó, các thầy cúng là người có uy tín nhất trong bản sẽ chuẩn bị đồ làm lễ, gồm tranh thờ, tù và sừng trâu, quần áo, chiêng, trúng chuệ, chuông, trống, kèn pí lè, sớ cầu trời, sách cúng kiếm. Lễ vật chuẩn bị xong, đại diện dòng họ mời thầy Tào thầy Mo đến và chuẩn bị nước tắm cho các thầy. Sau khi tắm xong, thầy Tào thầy Mo mang tranh thờ ra treo, người đại diện dòng họ mang lễ vật bày ra trước bàn thờ. Sau đó các thầy cúng sẽ thực hiện các nghi thức dâng cúng lễ vật mà gia chủ chuẩn bị để báo với tổ tiên cúng thổ công long đất và những vị thần núi thần rừng bao quanh làng đồng thời thầy cúng bày tỏ mong muốn các đấng toàn năng phù hộ cho bà con trong bản bình an mạnh khỏe mùa màng thì được bội thu khi các thầy cúng xong phần lễ thì mọi người sẽ cùng nhau thổi kèn pi lè đánh trống múa chuông để xua đuổi tà ma ác thú và những điều không may mắn của năm cũ và cùng nhau múa trống chiêng để cầu tài cầu lộc gia súc gia cầm mau về với gia đình dòng họ và bản làng sau khi các thầy cúng xong thì hạ lễ và tổ chức ăn uống câu chuyện và hình ảnh về lễ hội cầu mùa của người dao đỏ tại tỉnh hà giang đã kết thúc bản tin ngày hôm nay quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh youtube website và trang fanpage của báo dân tộc và phát triển còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn